thì mình sẽ giới thiệu nhanh về cái mẫu mạch combo mạch ba tắc đơn livestream ha. Ok ha. Đây. Lo bát ba tắc nè, bát tơ ba nè, cái chép 350 nè, cái loại chung 14 nè ha. Chép 350 loại 6 ôm á ha. Đây, cái mô thợ mới nè. Mới nè, có livestream nè ha, có livestream nè. Phone monitor nè, motor nè. Cổng vào monitor đó, cổng line nè. Thì đối với bo này thì nó có phần chỉnh mic bass, mic chép. Ok chưa? Mic volt nữa cô. Bluetooth thợ mới ha, có guitar, có nguồn điện 220 ngõ vào. Thì đối với bo này sử dụng IC MD9840 có công suất 150W. Thì nó được xem như tương đương với IC TB16D2. Cho nên phần lo là không khác biệt ha, không khác biệt, giống nhau. Micro không dây có dây. Thì điểm nhấn với cái mẫu bo mới này là nó có chống hú ha, DSP lập trình chống hú. Lên cao cơ là gần như là không sợ rít luôn ha, ngồi sát lo luôn không sợ rít luôn. À ha. Và tăng cường mic bass, mic chép để dây cao mượt hơn. Và đồng thời có livestream ha, livestream cho những bạn nào mà thích vừa cao cơ vừa livestream nó quá hấp dẫn luôn, quá tuyệt vời luôn ha. Đây micro rồi. Loại tốt, thân nhôm. Xét tần số HF ha. Thì ở đây mình sẽ biểu diễn trước cái phần micro. Có thử nó có chống hú như mình nói không ha. Đây. Đó thì ở đây mình đang dặn mic echo tối đa luôn. Để mình mới kiểm chứng được ha, mới kiểm chứng được. Đây. Thì chống hú là nó lại như thế, nó kêu re re vậy. Nhưng mà nó kêu rít một cái đứt loa là không chống hú ha. Đây. Rồi, thử tiếng echo thử mượt không ha. Echo mượt không. Đây, tăng mic chép mic bass lên, tăng mic chép mic bass lên. 1 2 1 5 6 8. Rồi giảm mic bass lại chút ha, giảm mic bass lại chút. 1 2 1 5 6 8. Rồi, phần test nhanh phần micro. Kiểm chứng phần chống hú, giờ mình chuyển qua test nhạc ha. Nhạc đây. Coi thử. Thì nói chung là mình test lo rồi thì mình đã kiểm chứng cái lo thôi, đánh có đủ mạnh hay không thôi. Còn độ bass, tiếng bass thì mình sẽ không có rõ ràng được ha. Rồi, đây mình test nhanh cho review cho các bạn xem thôi ha. Rồi, tiếp tục mình ca nhẹ thôi, ca nhanh thôi. Một cái chút xíu coi thử cái phần micro á, cái mic bass, mic chép á, nó có mượt hơn hay không ha. Nhiều em đã từng sở hữu cái boy này rồi. Nhưng mà cái thế hệ trước thì nó sẽ không có mic bass, mic chép. Đợt này nó có mic bass, mic chép, nó mượt hay không ha. Ok, mình sẽ cái nhanh nhẹ thôi ha. Cái tiếng micro lại lần nữa. Đây.
1 2 3 4 5 6 5 6 thì nó phải trong và rõ như thế thì mình ca nó mới hay được ha. Phải trong và rõ. Ok, đây là cái mẫu bo mạch livestream MD 9840 150W ha. Hấp dẫn cực kỳ. Ok.